Helen xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Helen sẽ quay những cái cây ăn trái trồng trong vườn của mình mà nó bị hơn cái lá màu vàng khè như này nè. Đó, cái lá nó cuốn cuốn lại đó. Thì bữa nay Helen có cái phân để chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình mua mình sử dụng, mình tưới cho những cái cây này để nó không có bị vàng lá nha, nó xanh trở lại nha. Đây là cây miễn cầu Úc, Helen trồng trong chậu nè. Tự nhiên nó bị vàng lá, nó cũng hơi cuốn cuốn cái lá lại nữa nè. Đây cũng có cây miễn cầu na, nó cũng y chang tương tự vậy luôn. Thấy không, tự nhiên cái nó thên cái lá màu vàng khè luôn nè. Mình thay đất rồi nhưng mà nó cũng bị vàng là nó có lý do của nó. Nó bị bệnh gì lá nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, nó rất là vàng luôn nè. Mình có mấy cây miễn cầu na nè, nó vàng như vậy nè mà mình không trị nó là nó bị vàng hoại luôn, nó không có xanh lại được. Đây nè, đây nữa một cây nữa nè. Thấy không? Trong khi trong vườn của mình á nè, những cây ăn trái trong chậu á cũng tùy theo loại. Đây nè, cây tắc thì nó xanh lè luôn nè, những cây nhãn nó xanh rất là xanh luôn, cái màu của nó xanh như vậy mới đúng nè, mà nó thên màu vàng là cái cây của nó bị bệnh rồi. Thì mình phải dùng tới cái phân để chữa cho nó. Cây lá là xanh tươi luôn nè, mà có những cái cây trong chậu, cây nào mà cây tắc, cây cam, cây quýt, cây gì cũng được hết á mà nó thên vàng là mình trị được hết nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái loại phân để mình pha mình tưới cho những cái cây miễn cầu này. Đây thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ cái bao phân này nè, quay rõ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây cái hiệu của nó, nó có trọng lượng là 40 phao. Thì mình mua cái bao phân này ở lô nha cô chú anh chị và các bạn nè. Helen quay cái tên của nó nè rất là rõ luôn. Thì bây giờ ông xã Helen sẽ múc ra rồi ngâm vô nước nha. Thì mình dùng một muỗng ăn canh cho một gallon nước, mình quậy ra nha cho cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Helen sẽ pha phân nha. Đây Helen dùng cái thùng này nè, cái thùng xà bông mà mình thay xài hết xà bông rồi mình lấy lại là 3 gallon, thì mình dùng cho 3 muỗng ăn canh. Đây cái muỗng ăn canh Helen chuẩn bị sẵn này nè. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn mình múc cái phân này ra để mình quậy với 3 gallon nha nước, quậy cho nó tan rồi mình hả tưới vô cái cây. Cái thùng này là 3 gallon, thì 1 gallon là 4 lít, 3 gallon là 12 lít. Đây Helen quay bên trong cái hộp phân của nó, múc lên nè. Cái hộp phân của nó nè giống như đất sét luôn nè. Đó, thấy chưa, một muỗng. Hai muỗng. Ba muỗng. Rồi lấy cây quậy lên quay video. Rồi đó mình đổ vô đây 3 muỗng và 3 gallon nước. Bây giờ Helen sẽ quậy ra tan đều ra cho nó tan hết trong nước ra luôn nha. Nó ra cái màu giống như đất sình vậy đó. Helen nhắc lại một lần nữa là cái phân này để dành trị cho những cái cây mà lá vàng mà nó muốn cuốn lại đó. Rồi bây giờ cô chú anh chị nè, mình dùng cái chén,
một cái cây này nè, đó. Ừ. Lá vàng gì á là mình sẽ dùng hai chén ăn canh. Tưới vòng vòng ở gốc. Mỗi một cây là hai chén ăn canh nha. Mà cây này là lớn nha, chứ không phải cây nhỏ nha. Thì cô chú anh chị và các bạn dùng cho tất cả loại cây ăn trái mà trồng trong chậu á, thì nó bị vàng lá thì nó hơi cuốn cuốn lại thì mình sử dụng. Đây. Đây chẳng hạn như cây xoài, cái lá nó cũng bị vàng nữa, nó cuốn lại nè. Cây tắc cũng bị vàng lá nữa, mình cũng dùng hai chén. Tuy nhiên cô chú anh chị và các bạn, mình dùng cho những cái cây nào mà vàng lá là cây mãng cầu của Helen nè, nó bị vàng rất là nhiều luôn, nó cuốn cái lá lại luôn đó. Có những cái cây thì nó không có bị nè, đó thấy không. Nếu mà nó xanh bình thường thì là cây mình cũng tốt, còn cái cây mà nó bị vàng như vậy là nó bị bệnh đó, nên mình phải dùng cái loại phân đó. Đây thì hôm nay sau 3 tuần Helen sẽ quay lại cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem là cây mãng cầu trước khi Helen chưa tưới cái loại phân xanh trong cái bao đó cho tất cả cô chú anh chị là rất là vàng, giống như là nó bị sắp chết luôn, nó vàng mà nó bị cuốn cái lá lại luôn. Thì Helen đã có chia sẻ là thay đất rồi, nhưng mà không biết lý do gì mà cái cây mãng cầu nó vẫn còn vàng. Thì Helen mới find out ra là cái cây mình bị bệnh nha cô chú anh chị và các bạn, cho nên cái lá nó vàng, thật là vàng, nó cuốn lại chứ không phải là nó hết đất. Thì sau 3 tuần Helen tưới cái phân rồi, thì đây nè, Helen quay lại cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem. Thì mình tưới phân á, thì mình phải chờ từ từ 3 tuần sau nó mới hồi phục, chứ không phải là tưới trong một tuần nó cũng chưa hồi phục nữa. Tại vì cái cây của nó bệnh nặng quá rồi thì mình phải chờ đợi thôi. Đây nè, bữa nay Helen quay lại nè, cây rất là đẹp luôn, lá nó xanh mướt lại rồi nè. Đây, còn những cái lá này lá cũ nè, đó nó cũng xanh lại luôn, thấy không? Đó, cái lá này lúc trước là Helen quay đó là cái nó cũng bị cuốn lại luôn. Mà bây giờ nó cũng xanh nè, nó từ từ nó hồi phục lại hết luôn. Đó, Helen quay từ ở dưới gốc lên ngọn nè. Đây, bữa nay nó ra tược non rất là nhiều. Đó, thấy không? Rất là xanh luôn. Thì nó hồi phục từ từ. Mỗi ngày, chứ không phải là mình tưới phân là nó hồi phục liền đâu. Đó, đây nè, Helen quay rất rõ nha. Cây mãng cầu này là Helen trước khi quay chưa tưới phân cũng nó là nó luôn, chứ để cô chú anh chị nó Helen quay cây khác nha. Đây, nó là một cây nè. Đây là cây thứ hai nha. Đây, nó cũng hồi phục lại rồi nè. Mà cây này á, nó hơi yếu một chút, nó chưa có hẳn là hồi phục 100%, thì nó được 80%. Đây, nó cũng ra tược non nữa nè. Đó, thấy chưa? Bỏ nó vàng mình thấy mình tội nghiệp luôn. Đây nè, đó, nó xanh nè. Đây, đó là đây là cây thứ nhất nè, cây thứ hai. Đây là cây thứ ba nha. Đó, nó cũng hồi phục từ từ, những cái lá vàng này nè. Đó, thấy chưa? Đây nè, hai lần có ba cây mãng cầu. Trời ơi, nhìn nó mà tội nghiệp luôn á. Thì nó hồi phục từ từ nha cô chú anh chị. Thì cái loại phân hai lần chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị là cây trong vườn của mình ăn trái nó bị vàng lá, cuốn lá, thì mình dùng cái loại phân xanh. Hai lần có quay cái hiệu, cái tên rõ ràng cho tất cả cô chú. Mình đi vô trong lô Walmart mình mua, hai lần có quay cái hiệu đó, cô chú anh chị chụp cái hiệu đó
rồi mình đi mua để về mình sử dụng cho cái cây của mình. Cây nào mà bị vàng lá cuốn lá nha. Đó, thì có những gì Helen đều chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị để mình chữa những cái cây ăn trái của mình trồng trong chậu. Đây, cái cây miễn cầu mà nó không bị bệnh là nó xanh lè nè, nó xanh mướt luôn nè. Cái cây này là cây miễn cầu nè. Úc nha cô chú anh chị. Đó, đây nè, Helen quay nè, cái lá của nó nè, bự bằng rưỡi cái bàn tay của Helen luôn. Ngộ thiệt á, lần đầu tiên Helen trồng cái cây miễn cầu Úc, Helen mới biết là nó tốt mà nó bự như thế này nè. Đó, thấy không? Nè. Yeah. Cái chậu của nó đâu có lớn đâu. Ông xã Helen trồng cái chậu này cũng không có lớn gì mấy. Đây nè. Mà cái lá miễn cầu à, coi nè, rất là tốt luôn. Thì dùng chỉ có cái phân là then thôi. Chứ ngoài ra là ông xã Helen không có dùng cái loại nào nữa hết. Thì cái phân then là cái loại là best rồi. Thì mình dùng cái loại này cho cây ăn trái của mình trong chậu là ok. Còn 14 là nó hơi nặng quá. Đây thì Helen quay cái cây tắc bữa hổm trước khi ba tuần Helen có quay lúc mà ông xã tưới á, nó cũng vàng khè luôn. Cái lá nó vàng cái màu thấy buồn lắm. Mà hôm nay sau 3 tuần á thì Helen quay lại cây tắc nữa nè. Nó cũng xanh tươi luôn và nó ra rất là nhiều trái, nhiều bông luôn. Mà công nhận cái phân này á hay thật luôn, quá hay luôn. Cây miễn cầu á là hai mình mới biết là cái phân của nó rất là hiệu quả luôn. Helen cũng chia sẻ cho tất cả cô chú những Helen có cái loại tắc này nè, nó rất là ngon. Đây nè, nhìn cái trái của nó chín là nó bóng lưỡng, cái da nó mỏng lét à. Có nhiều cô chú anh chị lại đây nhìn cái tắc của Helen nè, nói là tắc ở đây ngon quá trời ngon luôn. Có nhiều cô chú mua cái tắc á, nó không có ngon giống như là cái cây của Helen mua đâu. Nó vỏ nó dày mà nó không có mỏng như vậy, cái này nó chín mà nó rất là dễ thương luôn, trái xum xê hết. Đây nè, Helen chơi tắc là toàn là những cái cây tàn nhỏ không à nha, nó cắt tỉa cho nó giống như bonsai chứ không có thể để cho nó bự mà nó cao. Tại mình chơi mấy cây gọn gọn này nè, giống như là những cái cô chú lớn tuổi đó, thích những cái cây gọn gọn đem vô trong greenhouse trong nhà rồi nó dễ dàng hơn. Còn mấy cây bự đó, thì phải có greenhouse lớn thì mới đem vô được. Coi trái nè. Đây, cây tắc này bữa hổm cũng vàng luôn nè. Helen tưới cái phân nè. Này nó xanh lại nè. Coi nó có chút xíu hồi xíu à. Mà trái của nó nè, quá chừng nhiều luôn. Đây nè, trái không tưởng tượng luôn, nó rụng bớt rồi đó. Bữa hổm nó bị vàng, nay tưới nó xanh lại rồi. Đây, nay mấy cây miễn cầu của Helen hồi phục rồi. Thì Helen share lại cho tất cả cô chú anh chị để mình sử dụng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Đó thì Helen với ông xã đều chia sẻ rất rất rõ cho tất cả cô chú anh chị biết cách sử dụng cho cây ăn trái của mình. Nó bị bệnh gì, rồi nó cần cái gì thì Helen đều chia sẻ hết. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Nếu mà thấy video hay, nhớ bấm like, đăng ký, chia sẻ cho Helen. Helen cảm ơn rất là nhiều. Bye tất cả mọi người nha.